Một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại kho chứa đồ trang trí tiệc cưới, sự kiện tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 26 tháng 10 năm 2021. Nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, lúc hơn 8 giờ sáng cùng ngày, kho chứa đồ trang trí tiệc cưới tổ chức sự kiện rộng hơn 200m² trên đường số 3, khu dân cư ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, bất ngờ phát cháy lớn. Người dân xung quanh huy động bình chữa cháy sang hỗ trợ dập lửa nhưng không thành. Do trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa lan rộng và bùng phát dữ dội. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa được dập tắt sau đó. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong kho đồ trang trí hư hỏng. Bước đầu ghi nhận vụ cháy không gây thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.